Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta được gặp nhau. Hôm nay thì kỹ sư Bạch Trọng Đạt xây dựng một cái mô hình. Thì quý vị sẽ nhìn thấy ở đây là các hệ thống thoát nước ha. Hệ thống thoát nước của buồng cầu, phễu thu sàn và hệ thống thoát nước của cái gì nữa Đạt ha? Có labo đúng không Đạt? Labo. Thì ở đây thì quý vị sẽ nhìn thấy này, đây là cái ống cầu ha. Còn cái đường này là thoát nước sàn, thoát nước mưa cho đi riêng phải không kỹ sư? Thì ở trên cái mô hình này thì chúng ta sẽ dựng thêm hai cái toilet nằm phía trên ha. Và ở đây là cái hệ thống nước cấp ha, chưa có gắn van, đang dựng mô hình để dạy cho học viên. Thì quý vị xem trên bảng ha. Đây là cái bản thiết kế dạy cho học viên, nó đi trên tầng trệt và ở lầu 1. Như vậy thì mình sẽ có được là hai cái toilet ha. Thì như vậy thì có cái nằm ở tầng trệt và cái nằm ở tầng thượng. Nhưng mà hiện giờ thì chúng tôi sẽ làm hai cái toilet ở trên lầu, sẽ vẽ thêm ra, rồi hướng dẫn cách đi hàng ống và chia nước như thế nào, và sẽ có tủ điều khiển máy bơm nếu như ở vị trí cao, và cái quy trình test nước thử xì nó như thế nào thì nó sẽ có hết. Thì đây là một cái lớp học mà mình nghĩ là hiện giờ thì mình chưa thấy ai hướng dẫn làm cái này, cho nên là thợ nước thì kiếm khó hơn so với thợ điện. Cho nên chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị và các bạn làm sao mà làm cho cách cấp thoát nước theo cái chuẩn của tòa nhà cho nó chuẩn, và mình chống hồ nó như thế nào. Thì quý vị có thể là đăng ký lớp học qua cô Lê Thị Tố Như 0985 018 214. Chúng tôi sẽ cầm tay chỉ việc để cho các bạn trở nên biết cách mà làm, rồi sau đó các bạn sẽ tập dần và các bạn sẽ có những tay nghề giống như thợ và không còn bỡ ngỡ nữa. Thân ái kính chào quý vị, chúng ta sẽ gặp những video sau.